Vô lâu quá mà không chơi cái game này, giờ vào bắn như xịt đấy. Tỷ năm mới vào bắn một lần, mặc cái bộ này như xịt đấy. À đấy, đeo cái cứng vào nhìn cho tri thức. Cháu hiểu game này giờ nhìn. Nhìn trí thức không? Đâu rồi? Chết không? Tôi kính ngày cũng khoe Bộ quần áo mẹ chất như bộ tôi, thầy. mẹ bộ tôi vĩnh viễn này, Tôi cũng vĩnh viễn chứ ông nghĩ là ngày à? cầm dao bộ ông Bộ này đi đi bắn mắt tuyết mới là ngon. này. Bộ này mắt nào cũng hợp lý hết. Thôi. Thấy không, thấy áo tôi, áo tôi dính máu không, thấy không? Ừ, À. va vẩn áo của mấy thằng chặt lợn đi đâu. Nhảm nhí. Em thích nhảy đâu nhảy. Lâu đấy xem Bọt cam, bọt cam xuống chết bọt nhăn cam răng này bọt cam tại ông gà ấy này. đây nhảy đi cho ông nhảy cái mày làm rất ngu đã mặc áo choàng tắm này còn Ông mặc ấy đồ lót thế không hiểu đi tắm mặc đồ lót gì để em ngắm à. Ông nạp tiền tiền đó cho ông ngắm. nạp thêm tiền nó không cho một thằng này sợ thấy mỗi thằng game nào ngu thế Đây hai thằng giờ ba bốn năm rồi có thằng nhảy ngay sáu bên cạnh sáu mình luôn này ngay bên phải mình một tí có thằng nhá nó để cùng chỗ nhà mình luôn bạn này ôi ôi sáu rồi thằng nữa không ạ. ôi cái đéo tôi bị treo trên không này Ok. mẹ lác ạ à. Ui đéo có súng không ơi cả cái nóc nhà chẳng có khẩu Mẹ súng nào tôi còn tí máu ấy sao không mình sao đây ai biết thằng nào vừa nã tôi. đéo hiểu Ờ tìm nó cũng máu nó không tìm biết tôi có máu không à tôi có mấy kít này mấy kít này à, đây có mấy kít này đây rồi có à tôi cái mấy kít đây vào có còn phải cam uống nước đấy đỡ ăn mấy kít vào đỡ phải uống nước mấy kít cái có coi chai nước kìa ra mà lấy mà được không đi mẹ còn đéo có súng nào bắn chạy bút xa về nước tăng lực không ạ. nó Bắn tăng lực thì uống đi nó lên được máu là được đi mẹ đéo có ngắm bọt ở cam phía nhé, 265 có một hàng một đội nhá một team nhá 265 một team ở trong cái nhà thứ 265 nghe đồng đồng vãi cứ này có thằng nã tôi không nhờ, mẹ bố láo nhờ. mẹ sống mình còn đéo có ngắm á Được. ôi thì mẹ mình đéo đi kia Nãy giờ ông để ông đi. vẫn đéo đi kia đây đéo hiểu đi lên trên đây làm cái gì nó bắn cho bây giờ tôi đéo có ngắm đâu đéo có súng bắn xa luôn ôi có thằng đang chạy ra kìa mẹ vector à vẹt to không băng đạn thêm không có Ông cái luôn. vẹo gì À tôi cầm AKS nã bao nhiêu tôi chết. Đáp mấy vậy? Còn một thằng đây hướng có cái checkpad này 220. tôi nghĩ là không Thằng nên hướng 220. Kêu 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 ông ơi. Tôi nhìn thấy rồi. tôi không có súng gì để bắn xa Bà cả đi. có một vector to thôi bắn nếu ăn thua được đi xuống rút thêm súng á ui đi mẹ xuống dưới này cũng có UMP cũng chả hơn gì mấy à đây
Ông đừng có bắn lung tung, nó đùng nó chết thôi, không ai cứu đâu đấy. Ui, nó tự nã nhau mà. Làm cái mũ á. Núp đi ông ơi. Đâu vậy? Ai biết. Ông muốn ngắm không? Sao, sao? Thằng kia nóc nhà mình chết kìa. Mày có thằng phát hiện. Chết nóc nhà mình có người á? Ngắm kìa. Ờ, vừa chết xong. Cái này nè. Không biết thằng nào bắn nữa. Ui bên kia ông ơi, bên kia. Không có ngắm, súng không có ngắm nhá. Tưởng tượng có ngắm đâu, ngắm ba chiều. Lúc ấy ở bên bên hướng cái nhà này có người này. Bên hướng cái chỗ nhà có 200 rồi, số 200 rồi, có người ấy. Lúc đấy không có biết. Người đấy, nó bây giờ vẫn còn này, nó chạy qua. Ok, nhà. Ok, nhìn nó, nhìn nó trên cửa sổ kìa. Nhưng mà đúng rồi, cửa sổ. Thấy rồi nhá. Thì mẹ nó biết tố chỗ tôi rồi. Ok, mở cửa cả. Má nó bắn súng gì mà đâu vậy? Mẹ nó nhích cho một tí thôi mà nó bắn nó mình ạ. Nó bắn súng gì ấy? Ô, nhảy ra kìa. Nó nhảy xuống dưới nhá, nó nhảy xuống dưới rồi. Ô, định đắp bom. Chắc chơi vậy. Nó nhảy xuống dưới rồi, cái bức tường rào bên dưới này. Nó cầm súng gì bắn đau đấy không? Hai biết. Mẹ ơi, không ngắm bắn khó vãi, bắn cái đồ ruồi, vướng vãi nơi. Tôi em đéo có ông ơi, hình như ở đây có người ấy, dấu chân nè. Ô, đi đi đi, hai thằng phòng ngay bên dưới cầu thang, ngay bên dưới cầu thang. Ý. Mình đã rút shotgun đâu mà bắn vẫn không kịp ạ. À. Hai thằng ông có lên đi lên trên gác làm cái gì, quả đi sát người tôi là ngon. Bắn làm sao vậy, bắn giết lại mấy thằng PC. Đéo hiểu ạ. Hai thằng ngay bên dưới ạ, mình rút shotgun mình bắn mà đéo kịp. Bắn nó một viên, đéo chết. Hai thằng nó bắn nhanh vãi dai. Game này đúng là như cực. Xóa game này thôi. Game này là game xứng đáng bị xóa. Không có sẵn sàng. Ok. Rồi, sẵn sàng vào đây. Cái vần này, cái vần đéo gì này. Bộ đồ theo ngày. Thôi, xe đẹp đi. Cày khá. Tám trăm mua được cái mặt nạ không ạ? Mua mặt nạ đấy thì 800 á? Ôi thì mẹ đang đi vào xem 800 mua cái gì. Súng cũng như sức kích. Mà sao hai thằng ấy nó ở trong cái phòng ấy được nhỉ? Cái phòng ấy là phòng đéo có đường lên. Nó đứng ở sau bọn hai, bọn nó là đứng ở trong đấy được.
Nếu kiểu sao lại có hai thằng đứng ở trong đấy được ạ? Nếu... mà đi bộ bắn chết mình nhanh thật đấy, mình chỉ bắn đúng một viên shotgun là mình chết luôn ạ, không kịp làm gì. Để đâu nhảy ra? Ông follow tôi à? Bot cam tiếp. Rồi có hai thằng nhảy nhào nhá. Mình nhảy ai nhá? Tôi mạnh được rồi. Vào nhà anh bắn chết bây giờ. Cái nhà này nghèo thế. Có thằng nó chạy dưới cái đường à? Ôi đi. Cây thù trục án thôi. Ôi nhà nghèo quá không ạ? Trời ơi không ổn. Ôi bên nhà bên này có người nhá, nhà đỏ này có người nhá, nhà đỏ bên hướng 150 có người nhá. Nó vừa chạy qua cửa sổ luôn. Ở dưới đấy. Ở dưới á? Ờ. Không bắn à? Bên kia có một thằng kìa. Mẹ súng mình không có ngắm khủng. Chắc bắn sang được. Rồi. Không ăn thua đâu rồi. Đéo có máu luôn ạ. Ôi trên nhà có thằng với nó nhìn tôi chưa? Tôi nghĩ phải chạy sang bên này thôi. Chứ mình đéo có máu, mình đéo có đồ. Phải đâu có ngắm nhỉ. À đây rồi. Cẩn thận đấy nhá. Ông vẫn đang bắn cái thằng ấy à? Vẫn đang bắn cái thằng ở chỗ nhà kho à? Hả? Vẫn đang bắn ở chỗ nhà kho à? Nó đứng chỗ nào ấy? Nó đứng lầu ấy. Trên lầu à? À đấy, ô, nó công sao à? Ủa đi bắn tê. Thế mà không chết
đâu, nó bắn K98, nó đang chạy mà bắn K98 chết tôi. Đéo hiểu. Thằng này hack à? Siêu nhân à? Không đâu. Nó từ nhà bên cạnh này. Chạy chạy. Đéo hiểu, nó đang chạy mà bắn K98 chết tôi, đéo hiểu. Mà nó vừa chạy vừa bắn nhá. Đéo. Đầu nó bắn. Cái gì cơ? Con gà nó đầu cái cất nó đang chạy mà nó cầm K98 nó bắn được tôi. Siêu nhân à? Ông còn có tí máu nó bắn vào người. Kể cả đang cầm ca mà nó vừa chạy vừa bắn được. Đố ông đấy. Chó rất thiệt luôn. Nhau hiểu. Game như xịt. Hay game như xịt đấy. Đâu cái gì? Cái bộ tô đẹp. Xấu hoắc. Chồng như thằng ăn trộm. Ông có cái chùm không? Chùm kìa. À gọi ông đêm. Lấy ông cái. Ông đổi ra. Đổi ngày à? Ngày vinh viễn. Bộ bóng lên không? Đâu đưa em nào. Không thử mặc bộ tôi thì không mặc đâu. Có đít. Có đít bẻ. Không ngồi mà bẻ ra rồi. Gà. Quá tôi thử cửa chuông. Nhảy tấm bảng đây. Theo tôi này. Ok. Lần này nhảy khu ít người. Sống cho lâu. Đông người chết nhanh lắm. Ôi có thằng, hai thằng ý tưởng lớn rồi, nó nhảy cùng chỗ mình hay sao ấy. Thì hướng bay này khả năng nó cũng tấm bảng rồi. À đâu, hai thằng bay ra biển à? À, đúng rồi, nó cũng tấm bảng rồi. Hai thằng nghe không nhá. Hai thằng mà nó xuống trước mình. Rồi, hai thằng xuống trước mình rồi. Rẽ vào khu nhà đi. Dưới đồng muối đây có hai thằng nhá. Vào nhà lúc đồ xong rồi không bắn nhau ấy. Ôi đi mẹ, cả nhà cả cửa mỗi không phép to thế này rồi. Lấy đồng muối hai thằng nhá, cẩn thận đấy. Vãi cả 6x luôn ạ. À. Nghĩ gì cho mình 6x ạ? À? Cái gì cơ? Hai thằng dưới đâu ấy nhở? Luôn. Cái gì? Không nói gì tôi chẳng nghe đéo. Ôi nó lên. Một thằng. Mời thêm một rồi nha. Đâu? À kìa kìa kìa. Yes mẹ. Nó ở dưới đấy, tôi bắn nó mấy phát rồi. Công công luôn đi, công luôn đi, công luôn đi. Xong công súng lúc đấy. Súng đâu? Để có súng đi đâu. Rút con này đi, rút đi, rút đi, tôi có vào cho. Nhanh 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 nhanh. Lúc này xong công xuống. Công luôn á. Công luôn nó một người, công luôn công để làm gì nữa. Để nó đi nó móc lốp mình à. Khóc tới này nhá.
tôi thấy nó chạy dưới sát mé đá này, vào biển này, xuống ngay đi. Đúng rồi, tôi thấy nó chạy ở bãi đá này. Không biết con nó chạy đâu rồi. Đéo lên, ôi cơ. Hay nó nấp mẹ rồi. Trốn mẹ rồi. Ôi cơ. Ui tên ông ơi. Mày tên. Trên đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Phải bảo đéo hiểu. Trên nó phải trốn. Đã kịp nhìn đâu. Đã kịp nhìn đâu, nó bắn mẹ tít mẹ còn đâu. Yes. Đéo hiểu sao thằng ấy đi lên trên được nhỉ? Nó đi đường đéo nào ấy? Thông tin giả. Thông tin giả, tôi bắn ở bên dưới rõ ràng luôn, còn thông tin giả cái gì? Nó một vừa thôi, tôi thấy nó ở bên dưới xong nó đi lên đường đéo nào nhỉ? Đéo hiểu luôn, cái fan ấy làm kiểu gì mà đi lên trên được. Khi mà cái đường lên trên nó đi chả nó đi một vòng đường xa thế thì không, nếu mà đi vòng nó đi vòng khoảng đường qua biển thì nó không thể nào đi nhanh như thế được. Nó đi vòng đây thì không thể nào đi nhanh như thế được. Tôi thấy nó ở thùng rồi. Cái gì cơ? Thấy nó ở tận trên cái nhà lúc mình đi xuống ấy. Cái nhà lúc tôi bắn đằng kia đấy. Nó tận trên đấy cơ. Đéo hiểu đi lên kiểu gì. Nó ở cái gì? Thùng mà vừa nãy. Ở cái thùng. Thằng nào? Cái thằng ông bắn á, à thằng giết ông ở cái thùng á. Thế thằng giết tôi là thằng khác rồi. Thằng giết tôi ở tận trên cái nhà trên chỗ lúc tôi giết thằng kia cơ. Team khác rồi. Team khác cũng chạy đến. Cái gì? Đâu đâu? Đi. Sao hiểu? Nhảy đâu đây? Có lâu không rồi? Thích nhảy đâu nhảy? Ông gãy. Tấm bảng tiếp. Vội vàng quá. Gì cơ? Mà sao bọn này nó làm cái đéo mà nó nhảy nhanh ấy nhỉ? Mình mới bay con nửa đường nó nhảy đến nơi. Không được biết luôn đấy. Bọn nó bảo nghe bảo nhảy chéo này này. Nhảy lệch người như này này. Nhảy kiểu lượn lượn này nhảy xuống sẽ nhanh hơn. Nếu có đúng không? Mà tôi thấy nó vẫn thế. Đúng. Nhìn xung quanh xem có ai không? Không chịu nhìn xung quanh cái gì cả. Cái khu tấm bảng trông thế dâu cực kỳ luôn đấy. Gì? Đang lốt. Mũ 2 này, ông có mũ 2 chưa? Ừ. Mũ 2 này. Mũ 2 nhà bên kia. Giáp 2 này, mũ 2 này. Đúng rồi, như không ai nhảy khu này đúng không? Mà rõ ràng lúc ấy cái thằng này, một thằng đứng trên này nó bắn xuống kiểu gì mà bắn cho chết tôi nhỉ? À, đứng đây nó bắn xuống tận dưới kia. Ôi dồi, bắn kinh vậy. Ui. Cái gì?
Không đi đâu ai. Xuống đây lút thì không xuống. Xuống đây mà lút là giàu luôn đấy, hai người lút chỗ này là giàu vãi đái luôn đấy chứ không phải giàu luôn. Thính không? Lấy bộ đồ không? Gì cơ? Hello. Cái gì? Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Ở đâu ấy? Bên trên, tiếng hàng boss bắn rồi mà. Nếu như vậy boss bất tử. Hai đéo chết luôn. Cầm mũ 2 mũ hùng đi mà nhặt. Không bắn xong gì đấy. Lấy bộ đồ không này. Bộ đồ làm cái đếch tí. Đeo kìa mặc. Mà bộ đồ đây nào. Thử mặc bộ đồ tên có mặc đâu. Đéo kiểu gì ngu vãi. Ông đang cầm súng gì ấy? AK mấy cái gì? AK mấy cái gì? Thôi chạy bo đi ông ơi. Bo vào rồi. Chạy bo đây. Lúc thế đủ rồi. Chạy đi bo vào kìa, đạn cái gì? Bo vào đến đít rồi. Cái map này bo nhanh lắm. À đây có cái xe máy, hay quá. Nghe nào, là mình cũng lên xe máy. Mẹ tôi bắn lỡ bắn pháo sáng rồi. Không bị điên à? Nhầm. Thôi đi. Nhanh lên. Ô, đi đâu vậy? Không hiểu tao bắn qua đến đấy không ạ? Điên à? Ông bắn lên đấy thì coi như mất đấy. Thôi kìa. Đéo hiểu đâm mà đá. Hoài xe. You shit. Anh ngu đứa. Ui dồi ôi, dồi ôi. À biết là có tiếng đá ở đấy. Ui có tiếng xoắn ở bên này nhá. Ủa có tiếng súng ở bên này ấy. Có cái đéo rồi đấy. Đấy xuống xe cho nhanh mà. Thôi đừng đi xe trong anh bo này bắn chết đấy. Tôi cố tình mà. Có kia bên nhà bên kia, nhà bên kia, nhà bên này. Nhà bên hướng 130, 130. Có hai thằng vừa chạy vào. Không tập ping. Ping cái kì. Không biết tôi có phải nhìn nhầm không nhưng mà tôi thấy có hai thằng. À thấy một thằng. Rồi đúng thật. Ở đằng sau. Đã dồn 300. Chứ không đông có gì không ạ? À? Chạy đi. Tôi nghĩ bị mình là ở giữa rồi. Chạy đi. Ôi đây, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Đâu? Nó chạy bo chưa? Nó chạy nào không? Nếu là trong đấy phải chạy ra. Đâu? Ở đâu ấy? Vướng 300 là biết tảng đá. Em đéo có ai? Không bắn gì vậy? Đéo hiểu. Đéo hiểu ông chỉ đèo mình ạ. Chỉ đèo ông ping ở mấy cái nhà. Đéo hiểu.
đúng thì đúng bên nhà. Đúng. Ôi chết ơi, nhặt trong súng. Có gì không? Đéo có cái đéo cả. Đây á. Ôi tại súng hơi đạn không ạ? Ôi thì mẹ bo lại xa rồi đúng không ạ? 450m là cũng hơi căng đấy. Tôi nghĩ mình nên đi chuyển dần đi. Mày bo ạ, kiểu mày bo làm nếu cái không? Dịp mẹ cái bàn phím này lại bị ngáo đá rồi. Mẹ cứ đang đi một đoạn nó dừng thì ngáo đá rồi đấy. Ôi, bọn nó bắn mình à? Hình như nó phải bắn mình không? Ở đâu ấy? Không, không phải bắn mình đâu, không phải bắn mình. Trên cầu nhưng mà không phải bắn mình, hướng cầu ấy. Đây này. Gì đấy? Nhanh nhanh rồi di chuyển đi, 29 giây bo vào kìa. Mình phải bơi qua sông rồi, đi qua cầu nó chết đấy. Chạy bộ qua cầu nó bắn vào tù nè. Ô tô cái thằng đang chạy kìa. Ui thôi tôi bắn nếu tới được. Thằng nào nó cũng sẽ không đứng lại bắn mình đâu, kiểu nó thế mà. Đang chạy như thế thì đéo chuyện đứng lại bắn mình. Ui đi tuyệt chút đéo bơi được, mà chút này phải lội ạ. Thì lội qua này mà nguy hiểm chết người. Ông ơi con vừa nổ. Không, nó nghe tiếng bắn nên nó sẽ nghĩ là bot. Đéo quan tâm đâu. Kiểu bắn từng viên thì cứ bot. Nó bảo ơi tiếng súng bot rồi. Từ từ nhá, đừng có vào đấy vội. Tôi nghĩ trên đồi có đoạn đang đợi mình lắm. Thôi bó vào rồi đâu em đi. Có đạn xanh không? Có đạn xanh không? Không phải chưa ai rút à? Hiểu. Có bốn. Pen killer này. Khá cần thiết. Thôi đi. Thôi đi bo. Đừng để phi máu lung tung. Lên đồi không? Lên đồi có chỗ mấy có cái tảng đá ấy kìa, đứng đẹp kìa. Bên này có đạn 7 này. Giờ này còn đi loot cái gì? Tôi loot ra. Có tiếng súng nhá, không biết của ai. Tôi của đéo ai. Bò vào này. Má có M24 98 được. M24 gì? Ôi. Đứng đây đợi thôi. Bò trong mình rồi. Thì sau mình thì khả năng đéo con ai đâu. Không. Nào mình chạy xuống cái đống đá phía dưới kia đi. Cái map này đứng giữa mấy cái đống đá này an toàn này. Đi mẹ. Khu nhà kia nhìn nó có vẻ có người. Mà đứng ở đây thì bọn phía trên đồi nhìn thấy mình hết. Nếu mà trên đồi có người. Nhưng vào khu nhà ấy à? Khu nhà nếu có ai không?
đéo hiểu. Ui. Bom xăng này. Còn một bom xăng tới đâu rồi? Có tác dụng. Thôi đứng đợi bo thôi. Ra ngoài em đéo gì. Con nào chạy qua thì bắn, không con nào thôi. Để đóng cửa nhé. Trứng chân đúng không? Trứng chân á? Trứng chân này nhìn hướng chân. Phía sau mình khả năng đéo còn ai được, chắc chắn là không còn ai được, chiến đấu cũng không có người rồi, có ai đó chạy bé bé. Trên đồi mà có người đó đã chạy rồi, trên rồi đồi không ai đâu. Năm mươi mốt mét ngay gần bo luôn ạ. À. Bo ngay sát mình luôn. Chạy tí là vào. Không có thiếu cái gì không? Thiếu đạn này, thiếu máu không? Alo. Qua đây ông ơi, đứng. Ôm đi sớm, còn lâu mới vào. Anh cách bo một tí đường thì mày bị vội. Ngay sát bo mà. Đi đâu mà vội. Ông cầm súng gì vậy? QBZ, QBU. Kiểu cầm hát yếu quá. Bị yếu cực. Không cầm gì. Nếu hiểu ông không cầm AK à? Thế em có nhiều đạn xanh không? Đủ đạn xanh chưa? Hả? 200 viên. Thế đủ rồi. Cái đái. Tìm nhau đâu. Coi ra đi, đi ra đi. Đi ra bắt đầu núp từ mấy tảng đá này. Thua mà bò đi. Bò đi. Tôi nghĩ phía bên phải, phải bên trái này con người này. Cái nhà phía bên trái nhỉ.
Nhéo vào vòng bo này mà cũng đéo thấy có ai cả, nếu mà mình vẫn tiết không thì đéo hiểu. Bỏ luôn. Cứ từ từ. 20 giây nữa bo mới vào. Đi mẹ đi. Nó bắn đâu à? Nó bắn đâu à? Đi. 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 Ôi trời ơi. Bỏ 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 đi bỏ. Bỏ. Đừng có đi sát vào cứ vướng. Kéo được từ từ. Cứ ấn ấn rồi kẹt mẹ vào tường. Cái game dồn. Nó đi vào cái chỗ nó không bắn vào giữa thì thôi. Nó ở đâu ấy? Này ông nghe. Không biết. Thế tình hình là tí nữa đâm một khói chạy nhá, đâm một khói chạy nhá. Ăn nhanh, ăn nhanh, ăn nhanh nha. Từ từ ạ. Sao khói đâu? Ok, chạy 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 chạy. Kìa kìa bên trái bên. Chạy chạy nó vào tảng đá, nó vào tảng đá này. Sao rồi? Mẹ tôi bắn nó vậy. Bao 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 đầu ấy. Vô đầu ấy. Vào trong chưa? Vào trong chưa? Rồi vào vào rồi. Tôi thấy nó nha. Ui, một thằng nó một rồi. Nó một rồi, nó một rồi, nó một rồi. Đi. Mẹ, cái chỗ mẹ. Khó bắn quá. Mẹ, vừa bắn vừa phải chạy bò nữa, khó mãi, mình đứng ở trong cái chỗ vẫn chưa trong cái bò. Đi. Tìm mắt không thấy. Cái khẩu ấy nhỉ. Cái gì? Hay nhảm nhí phải ra. Ơi ông Đỗ mạnh gà quá. Không cánh nổi. Alo. Gì? Giết không thằng. Giết không thằng cực đấy. Ông giết ba thằng boss. Ba phần. Trong bộ đồ à. Nếu thêm bộ đồ tôi đang xịn. Ông đi một cái chuồng đi. Ông muốn đổi bộ đồ của tôi nói thẳng ra cho tôi xin bộ đồ. Đồ ông đẹp quá cho tôi xin đi. Đấy. Tôi cho. Đấy. Cho ông bộ đồ để tôi cởi ra để ông mặc cái gì. Đéo cần mặc luôn. Thì đây tấm bảng thiếu không hay là nhảy đâu đây? Tấm bảng tam bang nói gì chả có ý nghĩa đấy. Tấm bảng thì nó mới có ý nghĩa. Tôi lấy hàng rưỡi giờ mà gì cơ bảo gì cơ lấy hàng rưỡi mà. Cái gì hàng đi nói chẳng nghe cái đéo cả. Cứ thật 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 đồ. Hả? Nó bảo cái gì? Ship đồ. Ship đồ gì? Ông đi ship đồ à? Không nhìn xung quanh xem có ai không? Có vẻ đéo có ai rồi. Cối đường bay mà. Chẳng đéo có ai đâu. Ôi mũ ba luôn, thơm thịt. Ôi có nhá, thằng nó đang thả dù ra biển kìa. Thì tôi bảo có mà không bị ngáo à. Nó nhảy đâu nhỉ? Tôi thấy nó bay tận ra biển cơ. Súng đâu thì cầm hai khẩu cùi bắp này. Sang bên kia kìa, bên kia có khẩu hết to đây.
đéo đi công xuống lục quên chứ. Trời hát mà. Trời hát cực. Tôi thấy anh kia nó bay tít ra biển, nếu hiểu. Hay là chắc chắn nó nhảy xuống khu dưới này thôi. Bot thì làm sao nhảy dù được, bot tự áo thú xuất hiện. Ngắm đi đâu nhỉ? Hồi đâu có ngắm à? Tôi nghĩ thằng ấy phi ra biển không ạ? Thôi thùng em rút đi. UMP này. À, nó rơi biển nó chết rồi không ạ? Thôi chắc AFK. AFK rồi, AFK. Ám cá nó máy bay hay bay hết tầm nó rơi xuống biển nó đi chìm chết rồi. Chết chìm rồi. Đây có 6x này. À đây 2x. Gì đấy, tiếng gì đấy? Đây mới là 6x. Hay kìa, ông còn đoàn hay không? Bạn hay không đâu mày? Ô đi mẹ xuống lát kìa. Ui ca đi. Ca, ông bắn ca được không? Hả? À. Hả, à, bắn được không? Bắn được còn tôi đưa 6x cho. Đây K6X này. 6X này. Đây tôi cho phụ kiện này. Tôi nhường. Phụ kiện gì? Đây với tôi. Cái gì? Cùi. Phụ kiện với va vẩn này cũng đưa tôi ạ. Nhặt nhiều nhiều đi. Ô có thằng bắn thính kìa. Sang đây không? À, tôi có 4x rồi, chả không? 6x không ngon hơn à? Nếu rồi 4x. Dạ, đi sang bên kia đây. Đang thả thính rồi kìa. Cái gì? Ở đây có thằng ai? Bot rồi. Nó không bot thường bắt đầu. Đéo của nó bắn được tôi cái ạ. À. Tôi mất đi máu. Chả có cái đéo cả. Có cục máu không có đấy, đấy. Lấy mẹ. Đi không? Có ra cái chỗ này cái bắn thính không hay là thôi. Chắc bọn lút xong mẹ đi mẹ mình ra cái nơi chắc đi từ đâu. Thôi mình ra cái nơi chắc lút xong đi. Ok không? Kéo hiểu con chó này lốp mình ạ. Bo vào nữa rồi. Chạy bo. Em tép. Tôi vỡ mồm rồi, pha này dễ bo đốt chết rồi. À có cái xe, có cái xe. Nhanh nhanh lùi 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 xe đón tôi. Lùi 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 lùi. Bố mẹ. Đấy, đây vô rồi đây, nhanh lên. Đi đâm thẳng vào bo luôn, còn lượn đi đâu đây? Mẹ đâm không thấy cục đá. Cục đá cực thế, ông đâu không đâm vào cái bãi nhiều đá hơn thì có. Đéo hiểu đấy, đấy lái xe này nói mình đéo. Lái xe thế đấy. Ông làm cho gì đây? Ông lái qua đây để cho nó bắn à?
Phi xuống nước cái chó đi chậm, nếu hiểu. Mẹ tôi ấn tăng hết tốc độ đấy. Úi giời ơi, cái gì đấy? Ôi nó bắn mình à? Ôi đi đi. Ôi đi 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 đi, nhảy xuống 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 xuống, chạy bắt đấy, chạy bắt đấy. Ôi ông ăn bóp tôi. Ông bóp thì có. Ôi chạy 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 chạy. Chạy đi uống nước ăn. Con đi mẹ đéo con nước à? Ui đi. Mẹ bò xa mãi. Thôi mấy anh kêu ơi, bò xa mấy anh ơi, mấy anh đi đi, bắn nhau cái gì? Nó bắn bắn mình à? Ui đi. Nó bắn mình à? Chứ còn éo thì... Mẹ bò xa quá, đéo dám chạy ở lấy xe luôn, nó bắn quá. Đằng kia có cái xe lam kìa, chắc bọn nó có cái xe lam, bọn nó đứng nó cậy thế, cậy quyền. Đừng, 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 đúng rồi, đừng, đừng. Gì? Đừng chạy quá. Để tôi bắn xịt lốp cái xe lam nhá. Để tôi bắn cho. Ok, thôi xịt lốp rồi, té đi, té đi. Xe lam mới xịt một lốp mà không đi được đâu, mẹ lật tung người đấy. Chạy, chạy quá. Thì tôi đang chạy mà, ông không chạy à? Chạy. Ông đang đâu đây? Đùa có mày quá. Tổ đéo có nước cơ. Sao lúc ấy mình đéo mình có nút nước mà nhỉ? Sao mình đéo có chai nước trên người này? Đi mẹ đéo có nước luôn ạ. À. Ôi chạy qua cầu đoạn này hơi căng rồi này. Ủa đúng bắn đằng sau kìa, nó bắn đằng sau kìa. Cố chạy không ai? Bắn tôi không ạ? Bắn tôi không ạ? Bắn chỗ đéo nào nhỉ? Đi. Đi. Má biết ngay mà. Xuống cầu không ơi, xuống cầu, xuống cầu. Cầu. Đấy, 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 đấy. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Ui, đi xuống mẹ. Có máu chưa, có máu chưa? Có. Ăn máu này chạy bon luôn nhá, chạy nhanh à, không chết đấy. Ôi rằng lái xe đấy. Xe. Không không không, nó không phi đây đâu, nó không phi đây. Đâu. Mình bơi qua đi, bơi qua đi nhanh. Nhanh nhanh, nhanh không bỏ chết. Ôi đi. Mẹ nó phi xuống đây, đuổi cùng giết tận nè, à. Thì mẹ chó thật. Mệt mẹ đã bo đã vào rồi mà mẹ còn. Ôi đéo hiểu, đéo hiểu. Gì đấy? Nó bên kia đấy. Không ngắm ai đây. Đi mẹ hè. Kia kẹt đi mẹ ông. Điêu, điêu toa. Đéo hiểu. Thế bên kia còn gì nữa? Điêu. Bên mẹ đang. Hay. Đéo thằng này đi cái xe lam xịt lốp à? Căng vậy. Đéo hiểu lấy cái xe lam xịt lốp ở đâu, nó có xe phép ba. Đéo gì chó thật. Bỏ lắm xe thế. Chó chết.